Chào mừng các bạn đã quay trở lại và sau đây hãy cùng mình điểm qua một vài thông tin chính trong bản tin ngày hôm nay nhé. Tìm huấn luyện viên trưởng cho tuyển Việt Nam, VFF chọn châu Á hay là châu Âu? U23 Việt Nam rèn sức mạnh, tích cực chuẩn bị cho trận đấu ra quân. Tìm huấn luyện viên trưởng cho đội tuyển Việt Nam, VFF sẽ chọn châu Á hay là châu Âu? Liên đoàn bóng đá Việt Nam hiện đang cân nhắc chọn huấn luyện viên trưởng cho đội tuyển quốc gia từ nhiều ứng viên châu Á và châu Âu. Trên bàn của Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn là bản danh sách gồm hơn 10 ứng viên và chia làm hai trường phái rõ ràng giữa và quốc tịch châu Á và châu Âu. Bóng đá Việt Nam nhiều năm qua từng thành công và thất bại với các huấn luyện viên tứ phương từ Nhật Bản, Hàn Quốc đến Bồ Đào Nha, Áo và Brazil. Phương án nào mới nên được ưu tiên trong bối cảnh đội tuyển quốc gia ở giai đoạn chạm đáy? Huấn luyện viên châu Âu bất lợi. Hãy bắt đầu từ người châu Âu gần nhất dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, ông Philippe Chaussier, nhà cầm quân người Pháp thậm chí còn có rất nhiều lợi thế trước khi nhận công việc. Chaussier từng thành công với bóng đá Nhật Bản, có thất bại khi dẫn dắt Qatar hay Trung Quốc. Huấn luyện viên có biệt danh phù thủy trắng còn từng làm việc tại trung tâm bóng đá PVF và dẫn dắt U19 Việt Nam. Khi huấn luyện viên sinh năm 1955 phải nhận thất bại cay đắng, người hâm mộ cũng dễ dàng trở thành chuyên gia để mổ xẻ công việc của ông Chaussier. Nhưng có một thực tế không thể phủ nhận, các huấn luyện viên châu Âu trải qua thời gian làm việc không mấy suôn sẻ khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên trưởng người Đức Karl-Heinz Weigang kết thúc hợp đồng với VFF sau vụ việc lùm xùm tại Tiger Cup 1996. Bất chấp thành công trước đó ở SEA Games 18, đội tuyển Việt Nam chơi bất ổn, ông Weigang không kiêng nể và hỏi thẳng một nhóm ngôi sao khi ấy rằng các anh bán trận đấu này được bao nhiêu tiền. Cho dù là có giành huy chương đồng năm ấy, ông Weigang dĩ nhiên là khó có thể tiếp tục được công việc. Huấn luyện viên trưởng Colin Murphy, người Anh, dẫn dắt đội tuyển Việt Nam chưa đầy nửa năm. Chiến lược gia này kiên định với cách đá bám biên, tạt bóng điển hình của xứ sương mù. Đội tuyển Việt Nam được thay đổi về tư duy chơi bóng nhưng nhìn chung đây không phải là phương án phù hợp. Khi mà các ngôi sao bị gạt bỏ khỏi đội hình, nếu như đội tuyển không thành công, người phải ra đi chính là huấn luyện viên trưởng. Kể từ năm 2000 đến 2011, bóng đá Việt Nam xoay quanh hai thầy ngoại châu Âu là Henrique Calisto của Bồ Đào Nha và Alfredo. Nhìn chung, các huấn luyện viên này làm tốt công việc được giao nhưng không thay đổi nhiều bộ mặt của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, họ vẫn được xem là những người thành công. Ông Calisto vô địch AFF Cup 2008, huấn luyện viên Riedel là vua về nhì nhưng cũng giúp đội tuyển Việt Nam vào đến tứ kết Asian Cup 2007. Huấn luyện viên trưởng Franco West đến và đi chóng vánh. Nhà cầm quân người Đức chỉ kịp dẫn đội tuyển Việt Nam 3 trận và rời đi sau thất bại với đội U23. Để lại tranh cãi lớn về vai trò của hội đồng huấn luyện viên quốc gia, các thành viên trong hội đồng bức xúc bởi họ không tham vấn bổ nhiệm ông Franco West nhưng lại bị trao quyền sa thải ông thầy người Đức. Tựu chung lại, các huấn luyện viên châu Âu vẫn có những nét khác biệt nhất định về văn hóa khiến họ không dễ dàng thích nghi được với điều kiện của bóng đá Việt Nam. Đội Thanh Hóa dường như mát tay với thầy ngoại nhưng cũng chỉ thành công khi chọn các huấn luyện viên đến từ Đông Âu như là Ljubomir Petrovic, Stanilov Stanstevic của Serbia hay là Veliza Popov của Bulgaria. Họ nhận trái đắng khi tin tưởng huấn luyện viên trưởng Marian Mihail của Romania. Trong danh sách ứng viên của đội tuyển Việt Nam lúc này vẫn có các huấn luyện viên châu Âu như là Roberto Donadoni, Veliza Popov hay Alexandre Polkin. Tuy nhiên, VFF hẳn sẽ phải đặc biệt cẩn trọng khi trao gửi niềm tin cho chiến lược bóng đá phương Tây. Huấn luyện viên châu Á có đảm bảo được thành công? Trong khoảng 30 năm qua, đội tuyển Việt Nam thực chất chỉ sử dụng hai huấn luyện viên ngoại đến từ châu Á là ông Park Hang-seo của Hàn Quốc và Toshiya Miura của Nhật Bản. Ông Park chắc chắn là nhà cầm quân thành công nhất lịch sử bóng đá Việt Nam, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Khi chuyến bay đưa ông Park từ Hàn Quốc sang Việt Nam cuối 2017 hạ cánh, không nhiều người kỳ vọng vào một huấn luyện viên bị xem là hết thời. Đến Việt Nam được xem là cơ hội cuối cùng với cựu trợ lý đội tuyển Hàn Quốc, phần còn lại chính là lịch sử. Vậy đâu là điểm mạnh nhất của ông Park Hang-seo giúp ông thành công? Câu trả lời nằm ở yếu tố đắc nhân tâm và biết thích nghi với thời cuộc hơn là chuyên môn thuần túy. Về cơ bản, chiến thuật mà ông Park Hang-seo xây dựng lại không đặc biệt, thế nhưng cách mà chiến lược gia này vận dụng nhân sự mình có, thổi ngọn lửa tinh thần cho học trò thì mới là chìa khóa mở ra sự khác biệt. Cũng nhờ thành công của ông Park Hang-seo mà các ứng viên châu Á bỗng chiếm ưu thế với đồng nghiệp tại châu Âu trong cuộc đua đến vị trí huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Thế nhưng lại đừng quá tự tin với các phương án Á Đông, bởi bóng đá Việt Nam cũng chứng kiến không ít thất bại của các huấn luyện viên Nhật Bản hay Hàn Quốc. Huấn luyện viên trưởng Toshiya Miura, người được Liên đoàn bóng đá Nhật Bản giới thiệu nhanh chóng đối diện thử thách sau tuần trăng mật tại ASEAN 17. Trở lại đấu trường SEA Games và AFF Cup, đội tuyển quốc gia hay đội U23 đá không đẹp và cũng không thắng. Miura bị sa thải rồi tiếp tục thất bại khi được trao cơ hội tại câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh.
Tương tự như vậy, ông Gông Ôn Kinh với tín hiệu tích cực khi dẫn dắt U23 Việt Nam được thử sức tại câu lạc bộ Công an Hà Nội. Ông không thắng trận đấu nào tại V-League và phải ra đi với nhiều tranh cãi. Hà Nội FC thì từng thừa nhận sai lầm khi chọn huấn luyện viên trưởng Park Jong Kim, đồng hương Chun Jae-ho của ông này được trao vị trí tạm quyền. Dù là vô địch V-League nhưng dấu ấn của ông Chun quá nhạt nhòa và huấn luyện viên này bị mất việc khi mùa giải kết thúc. Câu lạc bộ thể công Viettel mắc sai lầm với cả hai thầy Hàn Quốc là Lee Hyung-sin và Bae Ji-won. Trao đổi với VTC News, một ủy viên ban chấp hành VFF khóa 10 nói, việc chọn huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia được xem là nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này. Thực ra lãnh đạo của VFF rất cầu thị khi thông qua nhiều kênh thông tin để kiểm tra về các ứng viên. Không có chuyện VFF sẽ đặt niềm tin tuyệt đối vào ai chỉ với một bản lý lịch đẹp. Không có một lằn ranh cụ thể nào cho việc chọn huấn luyện viên phải là người Nhật Bản, Hàn Quốc hay là châu Âu. Như anh Trần Anh Tú, phó chủ tịch VFF đã nói, tất cả phải phỏng vấn và chuyện huấn luyện viên thích nghi được các điều kiện đặc biệt của bóng đá Việt Nam mới là điều quan trọng. Dĩ nhiên các huấn luyện viên châu Á có đôi chút lợi thế dựa trên tiêu chí này. Dự kiến là VFF sẽ phải hoàn tất việc lựa chọn huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia vào tháng 5, nhưng có lẽ các nhà quản lý bóng đá chẳng cần phải vội vàng. Huấn luyện viên nội thì cũng có thể tạm quyền dẫn dắt đội tuyển trong hai trận đấu cuối cùng tại vòng loại World Cup 2026. Hãy cứ lựa chọn huấn luyện viên thật kỹ càng, châu Á hay là châu Âu cũng được, miễn là đội tuyển cần phải bước ra khỏi vũng lầy. U23 Việt Nam rèn luyện sức mạnh, tích cực chuẩn bị cho trận đấu ra quân. Sáng ngày 12 tháng 4, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để có thể tiếp tục chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2024. Sang ngày hôm nay, các cầu thủ đã bắt nhịp được với sự chênh lệch về múi giờ. Do vậy mà huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn đã tăng mật độ tập luyện lên 2 buổi. Trong đó buổi sáng sẽ chú trọng về bổ trợ thể lực, tăng cường sức mạnh. Buổi tập sẽ tập trung vào rèn kỹ chiến thuật. Thời tiết ở Qatar tuy nắng gắt vào buổi sáng nhưng lại thoáng gió nên vẫn mang đến cảm giác khá dễ chịu trong các buổi tập. Trong các buổi tập sáng ngày 12 tháng 4, dù trời nắng gắt, các tuyển thủ vẫn tích cực thực hiện chọn giáo án với trọng tâm tăng cường về sức mạnh của chuyên gia thể lực Brandi Gerardo Neto. Tất cả đều không gặp nhiều khó khăn để có thể hoàn thành các yêu cầu của ban huấn luyện. Trả lời phỏng vấn sau buổi tập, trung vệ Nguyễn Mạnh Hưng cho biết, ở trận giao hữu với U23 Jordan vừa qua, toàn đội vẫn chưa đạt được mức độ tốt nhất về thể lực và phong độ, do là vừa tập luyện với cường độ cao tại Hà Nội và lại phải di chuyển qua lại chặng đường dài đến Doha. Bên cạnh đó, việc chênh lệch mỗi giờ cũng ảnh hưởng đến sinh hoạt, sức khỏe của các cầu thủ. Tuy nhiên đến thời điểm này, toàn đội đang ở trạng thái sung sức nhất. Trước đó, đội tuyển U23 Việt Nam đã có giao hữu với U23 Jordan. Đây được xem như là bài thử chất lượng với các cầu thủ trẻ. Đánh giá về trận đấu vừa qua, Nguyễn Mạnh Hưng cho rằng U23 Việt Nam cần phải cải thiện thêm về khả năng di chuyển để bọc lót hỗ trợ cho nhau tốt hơn trong phòng ngự cũng như khi triển khai tấn công. Thế nhưng nhìn chung, toàn đội đã có được sự thể hiện tích cực và trận đấu với Jordan rất hữu ích cho sự chuẩn bị trước thềm vòng chung kết U23 châu Á 2024, Mạnh Hưng cho biết. U23 Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện tới ngày 16 tháng 4 tại giải U23 châu Á 2024 diễn ra ở Qatar từ 15 tháng 4 đến 3 tháng 5 tới đây. Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng D cùng với Uzbekistan, Kuwait và Malaysia. Theo lịch thi đấu, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp Kuwait ngày 17 tháng 4. Ở hai lượt trận tiếp theo, tuyển Việt Nam sẽ gặp Malaysia vào ngày 20 tháng 4 và gặp U23 Uzbekistan vào ngày 23 tháng 4.